Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả các bạn bộ cọ Clio 28 cây chuyên nghiệp. Bộ cọ bao gồm có một bậc tải ngoài để bảo vệ da, kèm theo đấy là một cái bậc cọ bằng da. Các bạn có thể thấy là rất là chắc chắn và có cả một cái túi ở giữa thì các bạn có thể để được đồ, từ lối ở giữa thì các bạn có thể để được đồ. Ngoài ra còn có một ngăn khóa kéo ở bên cạnh. Với cả bộ cọ này thì sẽ dành cho các bạn trang điểm chuyên nghiệp với đầy đủ tất cả các cây, bao gồm những cái cây cọ phấn, cây cọ đánh lềm, cây cọ má, cọ highlight đầy đủ. Các bạn có thấy là chất cọ này mình quay cận cho rất là mềm. Và ra còn có các cái cây cọ mắt, cọ sống mũi, cọ tán. Đàn bà là chất lông rất là bán. Thân cọ thì bằng gỗ, thấy là hiệu logo rất là sắc nét. Bộ cọ là phù hợp cho các bạn học trang điểm chuyên nghiệp với cả một mức giá thì rất là hợp lý. Các bạn có thể thấy là chất lông cọ đây là cọ lông thú thật này, từ cọ che khuyết đến tất cả các cọ đều có đầy đủ hết ở trong bộ cọ này. Trang điểm chuyên nghiệp.